gặp Chủ tịch nước, nhà vua Thái Lan chúc mừng thành tựu của Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan và tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2022, ngày 18 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã hội kiến nhà vua Mahawachira Lankan và Hoàng hậu Thái Lan. Nhà vua Thái Lan bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan và tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2022. Nhà vua chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hồi phục sau đại dịch. Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng trước những phát triển mạnh mẽ của Thái Lan sau đại dịch và tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của nhà vua, cũng như nỗ lực của chính phủ hoàng gia và nhân dân, Thái Lan sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, có vai trò ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao các chuyến thăm Việt Nam của nhà vua, các thành viên hoàng gia Thái Lan, nhất là các chuyến thăm vào năm 1992 và 1997, khi còn là thái tử. Đây là những sự kiện rất có ý nghĩa, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác mọi mặt giữa hai nước. Hai nguyên thủ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược Việt Nam, Thái Lan tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bất chấp những tác động của đại dịch toàn cầu. Nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tăng cường phát triển hơn nữa trên mọi lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, tăng trưởng xanh và bền vững để cùng ứng phó với những thách thức trong tương lai, mang lại lợi ích lớn hơn cho nhân dân hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn những dự án do Hoàng gia Thái Lan bảo trợ tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, hợp tác với UNESCO, phát triển cộng đồng dựa trên học thuyết triết lý kinh tế vừa đủ, SEP của cố nhà vua Rama. Những dự án này đã giúp người dân tại các vùng nông thôn khắc phục khó khăn và cải thiện cuộc sống. Chủ tịch nước cũng bày tỏ cảm ơn và mong nhà vua, chính phủ Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan và ủng hộ phát triển văn hóa Việt Nam tại Thái Lan làm cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ hiểu biết và giao lưu nhân dân hai nước. Nhà vua Thái Lan khẳng định Hoàng gia sẽ tiếp tục quan tâm triển khai các dự án hợp tác, hỗ trợ Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt tại Thái Lan, góp phần vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trân trọng mời nhà vua và Hoàng hậu sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.